Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Moontoy Station. Trong clip của mình thì có rất nhiều bạn đã gửi câu hỏi và bạn đề nghị mình show cái tủ truyện đi. Thực sự thì cái mà mình đang tự hào nhất không phải là cái tủ truyện mà là cái tủ này này. Đây là tủ đựng tất cả những mô hình Zoro của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn bắt đầu video một cách nó mới lạ một tí. Tủ truyện của mình ấy thì nó nằm ở bên ngoài kia và nó không gọi là cái tủ, nó gọi là cái kệ và mình đang phải để chung đống chuyện của mình với một đồ với những cái đồ lặt vặt linh tinh của Moon. Nhưng mà thôi, không dài dòng nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ unbox cái đơn hàng truyện tranh này nhá. Rồi, let's Chúng ta lại về với góc máy thân thuộc rồi anh em ạ. Để nói cho ngắn gọn thì ngày hôm nay đống chuyện của chúng ta sẽ có Ninja Rantaro và One Piece phiên bản Stampede, bản hoạt hình ấy, bản movie, đó, truyện tranh màu. Đấy, ô, lại như lần trước này. Lại như lần trước mình lại được quà tặng kèo của Kim Đồng. Mình lại mở ra xem nhá. Gần đây thì có vẻ như mình đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm của anh em khi mà cái lượng comment vào những cái clip, video clip của mình nó được nhiều hơn xưa một xíu 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 xíu. Tuy nhiên đấy cũng là một điều rất là đáng mừng. Và mình thực sự rất 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 mong là mình có thể đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của anh em. Anh em thường là yêu cầu mình mua chuyện này đi, mua chuyện kia đi, unbox cái bộ mới này đi. Thì thực sự mình rất muốn làm điều đó. Nhưng điều kiện hiện tại thì có thể chưa thể cho phép mình mua được hết tất cả những cái gì mà mình muốn mua được. Thì anh em chính là những người mà sẽ giúp mình làm cái việc đó bằng cách nhớ like, share và subscribe nhé. Đây sẽ là từ cuốn sách nhỏ đến thế giới lớn, một phần quà tặng kèm của Kim Đồng dành cho những cái đơn truyện như thế nào đó, mình không rõ điều kiện như thế nào để được tặng kèm. Tuy nhiên thì đây là đơn thứ hai mà mình được Kim Đồng tặng cái quyển này rồi. Cảm ơn Kim Đồng lần nữa nhé. Tiếp theo, trong đây chúng ta sẽ có Ninja Rantaro tập 8. Và ở thời điểm này thì Ninja Rantaro tập 9 cũng vừa mới phát hành rồi. Mình đã từng nói là tại sao cái thằng Rantaro này nó lại cho cái lịch phát hành nó nhanh như thế. Thì có một vài bạn mà comment nói là nó phát hành nhanh như thế để mình tốn tiền đấy mà. Và nói về giá tiền thì đây, 40k cho một quyển Rantaro như thế này. Và hiện tại mình còn đọc đuổi chưa kịp luôn ấy, mà bây giờ đã phải mua đến tập 8, tập 9 rồi. Mình mới đọc đến tập 6 gì đó thôi. Anh em biết đấy, thì cái công việc hàng ngày của mình nó là một cái công việc full time. Mình làm việc ở trên công ty, trên office. Sau đó thì tối về thì mình mới có dành chút thời gian rảnh để giải trí. Sau đó thì làm những clip như thế này. Quay trở lại với Ninja Rantaro thì chúng ta lại có ảnh bìa lần này là ba chú nhóc ninja. Và mình thật bất ngờ là cái bộ này hồi nhỏ mình đọc thì cũng chỉ đọc được một phần khoảng mười mấy tập thôi. Nhưng không ngờ thì mình mới biết được một điều là hiện tại ít nhất thì đến bây giờ cái bộ trước cái bộ này này, trước cái bộ tái bản này thì Ninja Rantaro đã ra đến tận tập thứ 60 rồi. Ôi giời ơi, 60 tập. Anh em cứ nhân thử 60 tập mà nhân với 40.000 quyển này gần 2 triệu tư. Gần cả một bộ truyện mà 2 triệu tư cho cả một bộ truyện rồi. Và với cái lịch phát hành dày dày như này thì không biết là hết năm sau mình có mua được hết bộ này không nhỉ. Nhưng mà thôi, cũng không sao. Tại vì hiện tại thì Dragon Ball Full Color thì cũng ra hết rồi. Và Dấu Ấn Roto thì cũng ra hết rồi. Cho nên hai bộ đấy mình sẽ không phải tốn tiền mua hai bộ đấy nữa. Cho nên hiện tại mình sẽ mua bộ này, bộ Black Jack và những cái bộ nào đó hay ho sắp tới mà mình nghĩ là mình có thể mua được. Mình đã từng nói về cái chất giấy của cái bộ Rantaro này thì đúng là sờ vào nó có khác biệt hơn những cái quyển truyện bình thường thật. Nó khác hơn Conan thật, ít ra thì giá nó gấp đôi mà. Cái màu giấy thì đúng là cho mình cái cảm giác là nó có không trắng. Nhưng mà sờ vào giấy thì lại cho mình cái cảm giác là giấy nó là giấy xịn anh em ạ. Thế mới lạ chứ. Thì anh em có thể, anh em nào mà có nhiều kiến thức về chuyện ấy, về giấy ấy, về bảo quản ấy, thì có thể trả lời giúp mình xem cái giấy này nó gọi là gì ấy. Nó có tên chuyên dụng cho nó hay không? Tại vì mình biết rõ ràng là giấy này khác những quyển như kiểu Conan này, khác những quyển như kiểu Dragon Ball Super này, khác những quyển như kiểu Black Jack này. Thì đấy, thì những cái loại giấy đấy nó được gọi tên hay không thì mình hiện tại mình chưa tìm hiểu được. Đó. Rất là mong anh em có kiến thức thì có thể chia sẻ giúp mình cái vụ này nhá.
chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều, đấy là cái bìa truyện của cái bộ Stampede này rõ ràng là học hỏi cái bìa cái bộ phim Gôn ngày trước, đó là quyển 1 và quyển 2 ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thì chùm cuối của cái bộ này là cái ông này. Thực sự thì mình có xem anime rồi và nó cũng khá là mờ nhạt, tại vì đây là một mớ lẩu thập cẩm anh em ạ. Trong cái thời lượng khoảng 90 phút trong một cái phim chiếu rạp và chúng ta có quá nhiều nhân vật nhồi nhét vào trong đấy, thì thực sự là mình không thể nhớ nổi cái thằng phản diện nó tên là gì nữa anh em ạ. Bên trái sẽ là hồi 1, bên phải sẽ là hồi 2. Kiểu ở đây, hồi 1 ở bên này chứ. Bên phải là hồi 1. Đó, là hồi 1 là kiểu giới thiệu nhân vật tất cả các thứ. Khi mà đội hình chính của chúng ta đang kiểu mặc một cái bộ nó nhởn nhơ khám phá thế giới, chứ chưa phải là cái bộ mà dành cho việc chiến đấu. Thế là tạo hình của tất cả mọi người này. Đó. Đây, chúng ta có một trang trông rất là đẹp. Character. Đấy. Mọi người sẽ mặc tất cả những cái bộ này khi bắt đầu của cái movie này. Trông rất là hay. À đây. Dàn nhân vật của movie, cái thằng phản diện nó tên là Douglas Bullet, tên là Bullet nhá. Và mình cũng cần phải đọc một vài trang để xem là nội dung nó ra làm sao nhỉ, quên sứ mất rồi. Stampede này như kiểu là nó liên quan đến một cái bữa tiệc gì đấy, một cái party gì đấy ấy, nơi mà tập trung tất cả những cái nhân vật. À, Killer lại đấu với Zoro này. Apu đấu với Luffy này, buồn cười phết nhỉ. Nhân đấu đánh nhau loạn xạ lên chả hiểu gì cả. Đó. Và mình nhớ là có cả những cái người như kiểu đến từ quân cách mạng cũng tham gia này. Đây, chuồng cuối đây. Và quả cuối thì đúng là Luffy được búp, búp thì thôi rồi. Nhưng mà thực ra để mà nói nhá, thì cái movie này không đem lại cho mình nhiều ấn tượng bằng cái movie Gold, hay là movie phim Z, hay là movie Strong One đâu. Thực sự ấy, cái bộ này thì nó sẽ mới và nó chỉ được cái là hơn là về kỹ xảo các thứ thôi. Còn về cốt truyện thì đúng là như mình nói ấy, quá nhiều nhân vật và tình tiết nó dồn dập, thành ra nó trôi tuột qua khỏi đầu mình luôn, mình không nhớ một cái tí gì về cái nội dung của bộ này cả. Không biết anh em có cùng cái suy nghĩ giống mình hay không. Nếu đúng thì tuyệt vời quá. Nếu không thì anh em cứ comment xuống xem là anh em suy nghĩ sao về cái bộ movie này nhé. Đây có cả hải quân này, rồi thì hải tặc này, xong rồi có cả quân cách mạng này, tất cả lao lên đây. Cái mình thích nhất chính là những cái lúc mà mình có những cái trang ảnh của toàn bộ team Luffy mặc những cái bộ trang phục như thế này. Đây chính là toàn bộ truyện tranh của ngày hôm nay, trong clip ngày hôm nay. Mặc dù chỉ có 3 quyển truyện thôi nhưng mà tiêu tốn của mình gần 200k đấy. Thì quyển này 40 này. Mỗi một quyển này là bao nhiêu nhỉ? Nãy chưa xem. Đấy. Mỗi một quyển này là gần 80 rồi. 80 với 80 là 160. 160 với 40 thì chả là 200. Chưa tính tiền ship luôn anh em nhé. Ok, nếu anh em cảm thấy video clip này hay thì hãy để lại cho mình một lượt like, share, subscribe và hãy comment thật nhiều nhé, để cho mình được tăng tương tác một chút, nhiều anh em biết đến kênh của mình hơn. Cảm ơn anh em một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.